Ngày hôm nay ta cùng họp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday to you. On this day, all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And happy birthday to you. Yeah.
vì đâu. Đêm đêm thức giấc mơ màng,
lạc loài xa xứ, thân mình lẻ loi. Ngày về năm tháng cứ trôi, mẹ cha sức khỏe nữa đâu mà đợi. Biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng.
chết vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây sống sống với ai, chuyện trăm năm ân tình cây và đất, cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng. Những con đường trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh, ôi đẹp làm sao tình cây và đất đem đến môi sinh mạnh sống cho đời. Xanh rồi mai đây anh là đất em là cây, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng. Con xin thời gian
trôi thật khẽ cho con đường mãi luôn có cha bên đời. Con lo âu một ngày sẽ vắng bóng cha bên đời, con lo âu một ngày không còn được nhìn khuôn mặt xưa thân yêu. Con xin thời gian, cầu xin thời gian. Xin được đồng nghiệp chào đón các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, anh chị và các bạn đã đến dự lễ sinh nhật vô cùng tuyệt vời của ông Nguyễn Thanh Phong, tròn 80 tuổi ngày hôm nay. Một điều có thể làm nên được niềm vui bất tận, đó chính là luôn luôn được gần những người thân yêu của mình. Đặc biệt là ngày hôm nay, trong bữa tiệc sinh nhật vô cùng ấm áp này, trong vòng tay của những người thân, thì chúng ta cũng đã thấy rằng là có một sự đón tiếp vô cùng tuyệt vời. Bởi vì Giang Châu nghĩ rằng ở phía dưới là những người thân của ông, đặc biệt là xung quanh là những người bạn học cùng, giống như cái ca khúc đầu tiên và vừa rồi quý vị vừa thưởng thức, đó là một sáng tác rất hay của nhạc sĩ Quách Thái Kỳ, ca khúc Xa Nhớ Một Thời. Và ở đâu đó trong những ca từ của bài hát đó thì chúng ta thấy rằng một tuổi học trò, những người bạn học cùng nhau, nhưng bài hát này lại đặc biệt được viết dành tặng riêng cho chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, đó là ông Nguyễn Thanh Phong. Và thưa quý vị, một lần nữa xin được gửi đến quý vị lời chân thành cảm ơn và chúc quý vị một bữa tiệc thật vui vẻ. Và chúng ta cùng chúc cho ông Nguyễn Thanh Phong có một sinh nhật thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và nhiều nhiều năng lượng với những người thân yêu của mình. Đó có lẽ là khoảnh khắc mà chúng tôi rất muốn mời quý vị, chúng ta sẽ có thể cùng nhau đứng dậy được không ạ? Quý vị sẽ cùng với chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy được không ạ? Và ngay sau đây xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay. Xin được mời ông Nguyễn Thanh Phong cùng bà sẽ cùng lên sân khấu để ra mắt và cũng như chúc mừng, chào mừng tất cả những vị khách chúng ta đã có mặt trong ngày hôm nay ạ. Và ở ngay bên cạnh ông thì chúng tôi được biết đó là người con lớn của ông. Người con đã luôn luôn sát cánh bên cạnh người cha của mình. Và trong khoảnh khắc này chúng tôi nghĩ rằng vô cùng ấm áp ạ. Vâng, xin mời bà lên đây ạ. Một tràng pháo tay để cùng chào mừng ạ. Và ngay cả những ca khúc đầu tiên, rồi đặc biệt có một cái bài hát mà cháu thấy rằng là những người bạn học cùng với ông đã viết bài hát này đặc biệt dành tặng vào cái mùa xuân thứ 80 của ông đang có mặt ở đây. Và có lẽ rằng với cái bài hát đó, với những ý nghĩa trong đó, thì những lời chúc mà mọi người dành tặng cho ông ngày hôm nay là rất nhiều xung quanh. Xin mời quý vị ạ, bây giờ thì xin kính mời các ông, các bà cùng quý vị chúng ta sẽ an toàn để chúng ta cùng sẽ cùng đến với những phần tiếp theo trong ngày hôm nay. Và có lẽ rằng một niềm vui tất tận, một niềm vui, một niềm hạnh phúc không tả xiết, đó chính là những người thân yêu của mình luôn luôn bên cạnh. Cháu thấy ở trên cái poster này thì ghi rõ ràng là những người con của ông từ Mỹ, Đức, Hungary, Việt Nam và rất nhiều nơi đã gửi những lời chúc mừng đến ông. Và bây giờ quý vị thân mến, quý vị sẽ cùng với chủ nhân, hai chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay cùng với chúng tôi, chúng ta một lần nữa sẽ chào đón năm người con ạ. Năm người con của ông sẽ lên sân khấu ngay bây giờ để cùng đứng ngay cạnh ông bà. Xin mời ạ, xin được. Vâng ạ, trước tiên thì xin mời các anh chị lên đây đã. Anh chị lên đây. Vâng ạ, cả dâu cả rể, ông yêu cầu là cả dâu cả rể lên hết đây đi ạ. Yên tâm là cái phần này thắc mắc là không có nằm trong kịch bản. Cái này là ông... Trong cuộc đời con người thì không phải lúc nào và thời điểm nào cũng tổ chức được một cái lễ sinh nhật tuyệt vời như thế này. Bởi vì đây là một cái cơ duyên rất đặc biệt, rất ý nghĩa. Bởi có lẽ rằng nếu như sang 81 hay là 85 hay 90 tuổi mà có tổ chức sinh nhật thì chắc gì đã có đông đủ quý vị như ngày hôm nay, đúng không ạ? Bởi vậy chữ duyên là cái điều vô cùng ý nghĩa. Gia đình cùng với tất cả các con cháu của chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay sẽ cùng với chúng tôi, chúng ta cùng nhau đồng thanh để hát một ca khúc cùng chúc mừng sinh nhật của ông trong ngày hôm nay. Và cạnh bên con cháu tới 100, khoảng 120 tuổi ông nhỉ. Vâng ạ, xin mời. Nhưng bên trong đó là rất nhiều điều ý nghĩa, nhiều điều ngọt ngào, và với thật nhiều những tình cảm để dành tặng cho ông, cho bà. Và xin được cùng với gia đình để cùng giữ mãi khoảnh khắc ngày hôm nay ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời này với ca khúc Happy Birthday to You. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday
Năm 81 tuổi ông tổ chức thì ông phải chọn một sân khấu lớn hơn. Trống đồng Palace sẽ là một sân khấu lớn hơn nữa thì mới đủ được với các phần các con cháu tôi đã. 1, 2, 3. Và ông với những người thân của mình ở trên sân khấu cũng như quý vị sẽ cùng với chúng tôi đánh dấu khoảnh khắc tuyệt vời này, đánh dấu một khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong cuộc đời con người. 2, 3. Happy birthday. Xin mời ông cùng đến ạ. Xin mời ông sẽ tiếp tục cùng đến nhé. Năm bạn. Vâng. Cháu phải phỏng vấn nó một chút. Thường là trước khi thổi đến á, thì người ta sẽ ước cái điều gì đó. Và với trong cái khoảnh khắc vừa rồi, khi mà ông thổi đến thì ông có thể chia sẻ với tất cả mọi người ở phía dưới là ông nghĩ đến điều gì không ạ? Cùng các con cháu từ khắp nơi trên thế giới, Mỹ, Đức, Hungary và Việt Nam đều chúng tôi có một ước nguyện mong rằng thế giới được hòa bình. Cái thứ hai, tôi cũng mong rằng tất cả các đại gia đình của chúng ta đều được an khang thịnh vượng, con cháu đều là mạnh khỏe. Đó là điều chúng tôi cũng ước nguyện trước khi đến và cũng mong rằng đất nước Việt Nam sẽ là một đất nước tuyệt vời cho của chúng ta và đối với hòa bình của thế giới. Xin chúc mừng tất cả các bạn bè họ hàng thân yêu, kể cả những người ở xa xôi cũng đã về đây dự chúc mừng chúng tôi. Vào những giờ phút này tôi rất là cảm động, không biết nói về nào, và xin cũng cảm ơn tất cả các bạn bè cũ, các thân bằng cũ, các anh em đã cùng với chúng tôi từ xa xôi để chúng tôi có được. Chúng tôi nghĩ rằng trời Phật và tổ tiên của các bạn cũng sẽ phù hộ nếu chúng ta nghĩ đến mọi người, nghĩ đến thế giới, nghĩ đến tất cả những người mà chúng ta yêu thương được đáng tiếc tất cả của mọi người. Xin tất cả cảm ơn mọi người. Ở một tuổi 80 nhưng ông lại nghĩ cho mọi người rất nhiều, nghĩ cho đất nước. Có một điều mà xin được cảm ơn, bởi vì chúng ta nghĩ ngày hôm nay là một khoảnh khắc đơn thuần là cái sinh nhật của một gia đình, nhưng ngược lại có rất nhiều những tình cảm, và đặc biệt là các anh chị ở các nơi rất xa nhưng cũng tề tựu về đây thật là đông đủ để chúc mừng cho ông ở cái mùa xuân 80 này. Xin cảm ơn ông rất nhiều ạ. Còn bây giờ cái phần tiếp theo thì xin được mời anh Hòa, đúng không ạ? Dạ. Tôi xin lỗi còn một điều nữa là chúng tôi rất là cảm ơn nhà hàng Trống Đồng giúp đỡ chúng tôi tổ chức cái ngày sinh nhật này rất là vui, và tất cả những anh chị em phục vụ cho cái buổi lễ sinh nhật vui vẻ chúng tôi và cũng rất là cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn ông rất nhiều. Bây giờ thì xin mời người con lớn của ông. Vâng, anh Hoàng sẽ là người kế tiếp nói đôi điều, những điều chúc mừng và ngược lại là cũng những điều để cùng cảm ơn những vị khách của chúng ta đang hiện diện vô cùng đông đủ trong ngày hôm nay. Xin mời anh. Kính thưa bố mẹ và toàn thể quý vị, tôi là con trưởng đại diện cho năm anh em chúng tôi. Nhân ngày sinh nhật 80 của bố, năm anh em lâu rể cùng các cháu đã cùng về đây để chúc mừng bố của chúng tôi nhân ngày vui trọng đại này. Bố kính mến, chúng con rất cảm ơn bố mẹ đã có công sinh thành. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ đã nuôi dạy, dẫn dắt và định hướng tương lai cho các con. Chúng con luôn biết ơn bố mẹ đã dạy bảo các con thành đạt như ngày hôm nay. Nhân kỷ niệm sinh nhật bố lần thứ 80, chúng con và các cháu kính chúc bố mẹ mạnh khỏe, hạnh phúc, sống lâu để luôn
được vui vẻ cùng con cháu. Vâng, các cụ thường nói giàu có út khó có út. Tôi xin nhường lời cho cô em út của chúng tôi, Nguyễn Tố Uyên. Xin chân thành cảm ơn và chúc quý vị buổi tối thật vui vẻ. Ngày 14 tháng 7, cả gia đình con cháu đã tụ họp đầy đủ hôm nay để chúc mừng sinh nhật bố 80 tuổi. Con là con gái út, thay mặt gia đình các anh phát biểu mấy câu. Phần lớn cuộc đời bố mẹ đã vất vả, tần tảo nuôi chúng con, khôn lớn. Chúng con không biết nói gì hơn, xin cảm ơn bố, luôn tận tình, kiên nhẫn, hướng dẫn chúng con học hành và dạy dỗ thành người. Cháu cầu chúc bố mẹ sức khỏe dồi dào, sống lâu, thật lâu hưởng phúc an lạc bên cạnh con cháu. Xin cảm ơn quý vị đã đến chung vui cùng gia đình chúng tôi hôm nay. Xin mọi người nâng cốc chúc mừng với bố mẹ gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn mọi người. Trong thời khắc này thì Châu nghĩ rằng cảm xúc là dâng trào. Tuy nhiên, quý vị thân mến, có một điều mà Châu cảm nhận được đó là các thế hệ trong gia đình của ông bà, các anh chị, các cháu đều rất thương yêu nhau. Điều đó là điều lớn nhất. Có lẽ điều đó là điều mà ông bà mong muốn nhất, đúng không ạ? Xin được cảm ơn, bởi vì ngày hôm nay thì rất là nhiều cảm xúc ạ. Và rất nhiều quý vị ở phía dưới cũng đang chờ đợi khoảnh khắc này để cùng lên chụp những tấm hình. Và đặc biệt là Châu thấy rất nhiều phần quà đang ở đây rồi ạ. Bây giờ thì xin cảm ơn gia đình. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhường sân khấu này lại để cho những vị khách của chúng ta, được không ạ? Xin cảm ơn gia đình, xin cảm ơn các cháu. Đại diện của quý vị trong ngày hôm nay thì chúng ta đã dành để thời gian để cùng đến chúc mừng mùa xuân thứ 80 rất ý nghĩa. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị, và một tràng vỗ tay để cùng chúc mừng đi ạ. Ngoại trừ là có bà ra thì ở trên này chúng ta đang thấy là 6 ông là điều là 80 đấy ạ. 86 là 480 năm đấy ạ. Chúng ta sẽ cùng nâng cao ly để khai tiệc cho bữa tiệc ngày hôm nay ạ. Xin chân thành kính mời toàn thể quý vị ạ. Những ly rượu, ly bia, những ly nước ngọt của quý vị ở dưới đâu ạ? Có thể nâng lên được không ạ? Vâng, và xin được đồng thanh một lời chúc rất ý nghĩa. Chúc mừng sinh nhật 1. Xin cảm ơn tình cảm của quý vị, xin kính mời quý vị sẽ cạn ly một chút nữa. Nếu như quý vị muốn lên đây để cùng chúc mừng và tặng quà trên sân khấu thì xin mời. Ngày hôm nay ta cùng họp hắn nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. On this day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we'll blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you. Cùng hợp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday, happy birthday to you. On this day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we'll blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Come on.
together we'll be, and we'll all sing for your birthday. One, two, three, we blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And happy birthday to you.